quý vị thân mến, chúng tôi đến đây rất là vinh dự được đến đây được sự đón tiếp nồng nhiệt của các cô chú lãnh đạo cũng như là các cô chú nghệ nhân nghệ sĩ ở câu lạc bộ đờn ca tài tử thành phố Tân An, Long An. Và chúng tôi cũng được rất vinh dự được cùng với tất cả cô chú nghệ sĩ ở đây cùng thắp lên bàn thờ tổ một nén hương thành kính. Và ngày hôm nay chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ có một cuộc giao lưu rất ý nghĩa và rất đẹp. Và lát nữa đây chúng tôi sẽ trở về Bình Dương mang trong trái tim mình một tình cảm nồng nàn nhất của tất cả các quý lãnh đạo cũng như là tất cả các cô chú là những con người con của Long An hiền hòa và trung hậu. Và chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ nhớ mãi cuộc giao lưu ngày hôm nay. Và để mở đầu cuộc giao lưu ngày hôm nay, xin trân trọng mời tất cả cô chú đăng ký thưởng thức với 32 câu lưu thiện trường có tựa đề Về Miền Tây, tác giả Sơn Hà qua tiếng hát của Đăng Diệp. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đăng Diệp xin lời chào đến các lãnh đạo, chị đại biểu và toàn thể nhà nghệ sĩ và cũng như tất cả những người thân Long An. Oh,